Thị trường nhà ở Mỹ báo hiệu suy thoái đang kéo đến. Thị trường nhà ở Mỹ đang có dấu hiệu phục hồi, bất chấp các đợt tăng lãi suất liên tiếp của Fed. Ngân hàng Trung ương Mỹ có thể coi đây là dấu hiệu cho thấy họ cần mạnh tay thắt chặt chính sách hơn nữa. Tín hiệu bi quan hay lạc quan? Tại Mỹ, mùa xuân cũng chính là lúc thị trường bất động sản trở nên nhộn nhịp và sôi động. Trong năm nay, mùa bất động sản có thể là yếu tố quyết định liệu nền kinh tế Mỹ và phần còn lại của thế giới sẽ rơi vào suy thoái hay hạ cánh mềm. Thị trường nhà đất là chỉ báo cho hoạt động của nền kinh tế giữa lúc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed thắt chặt chính sách tiền tệ để khống chế lạm phát. Liệu Fed đã tăng lãi suất đủ để kiềm chế lạm phát mà không bẻ gãy tăng trưởng? Fed đã quá mạnh tay hay còn quá nhẹ tay? Câu trả lời có thể đến từ thị trường nhà đất, bởi đây là một trong những ngành lớn nhất và phản ứng sớm nhất tới các thay đổi. Trước tháng 1 năm 2023, dấu hiệu từ thị trường nhà đất có vẻ khá rõ ràng. Lãi suất cho vay thế chấp kỳ hạn 30 năm ở Mỹ đã tăng từ mức 3% cuối năm 2021 lên trên 7% vào tháng 10 năm 2022, mức cao nhất trong hơn 20 năm. Hoạt động trên thị trường nhà đất nhanh chóng đi xuống. Người mua đứng bên lề, doanh nghiệp xây dựng thu hẹp quy mô các dự án mới, người bán giảm giá. Song, gần đây, thị trường đã xuất hiện những dấu hiệu phục hồi bất ngờ, làm dấy lên nỗi lo rằng các đợt tăng lãi suất chưa tạo ra được tác động như ý muốn của Fed. Doanh số bán nhà mới trong tháng 1 leo lên mức cao nhất trong 10 tháng. Các khảo sát về niềm tin của cả người mua nhà lẫn người xây dựng nhà đều cho thấy sự cải thiện. Doanh nghiệp bất động sản toàn quốc ghi nhận lượng khách đến xem nhà mẫu đã gia tăng. Bà Sarin Palmer, CEO của Taylor Morrison, một trong những công ty xây dựng lớn nhất nước Mỹ cho biết: "Chúng tôi thấy động lực trên thị trường đã lớn dần lên trong những tuần qua. Theo cách nhìn lạc quan, thị trường bất động sản của Mỹ có lẽ đã tìm thấy đáy. Người mua quay trở lại, nhưng cơn sốt thời đại dịch thì biến mất. Tín hiệu khả quan vào đầu năm có thể giúp giá nhà ổn định và cho phép doanh nghiệp nối lại hoạt động xây dựng, kích thích tăng trưởng mà không phải thổi bùng lạm phát. Còn theo cách nhìn bi quan, thị trường nhà đất và xu hướng lạm phát diễn biến theo cùng chiều. Nếu người mua quay trở lại thị trường nhà đất đang eo hẹp về nguồn cung, thì giá cả cũng sẽ tăng theo. Và nếu Fed thấy các lĩnh vực nhạy cảm với lãi suất như bất động sản cũng không có phản ứng gì với chính sách tiền tệ thắt chặt, có thể cơ quan này sẽ ra quyết định diều hâu hơn. Không may cho nước Mỹ và thế giới, quan điểm bi quan có vẻ thực tế hơn. Giới phân tích chỉ ra một số lý do có thể giải thích cho cuộc phục hồi. Nhu cầu của người mua nhà bị dồn nén trong năm qua và đang được giải tỏa. Người mua có thể đã quen với lãi suất cao, cho rằng việc lãi suất cho vay thế chấp giảm từ mức trên 7% xuống 6% vào tháng 1 là cơ hội tốt. Nhưng có lẽ điều quan trọng nhất là các nhà phát triển bất động sản đã giảm lãi suất cho vay thế chấp cho người mua nhà thông qua những công ty cho vay nội bộ. Công ty xây dựng nhà ở Punte ấn định lãi suất cố định ở mức 4,25% cho một số công trình đã gần được hoàn thiện. Thorn Brothers, một công ty xây dựng nhà ở khác, cung cấp mức lãi suất 4,99%. Câu hỏi quan trọng là liệu hình thức ưu đãi lãi suất này có thể được duy trì hay không? Động thái của các công ty xây dựng nhà ở này đi ngược với nỗ lực của Fed là giảm bớt các giao dịch mua nhà để cân bằng tốt hơn cung và cầu. Điềm báo suy thoái. Năm ngoái, Chủ tịch Fed Jerome Powell nói rằng thị trường bất động sản cần được điều chỉnh lại đôi chút. Về giá nhà, thị trường nhà đất Mỹ vẫn cần được điều chỉnh thêm. Theo chỉ số SP500 CoreLogic Case-Shiller, giá nhà trên toàn nước Mỹ mới chỉ giảm 4% kể từ đỉnh thiết lập giữa năm 2022, không đáng là bao so với mức tăng 45% trong thời kỳ đại dịch. So với cầu, nguồn cung nhà ở còn kém linh hoạt hơn. Những người đã mua được nhà với mức lãi suất thấp hơn rất ngại chuyển đi nơi khác. Thị trường chỉ có khoảng 1,1 triệu căn nhà sẵn có để bán lại, bằng một nửa con số trung bình cuối thập niên năm 1980. Các công ty xây dựng cũng rất thận trọng. Khi cơn sốt mua nhà bùng nổ trong thời kỳ đại dịch, hoạt động xây dựng cũng đi lên nhưng không tăng vùng vụt, vì các nhà phát triển coi sự bùng nổ này là tạm thời. Khi thị trường yếu đi, doanh nghiệp gần như ngay lập tức thu hẹp hoạt động. Cẩn thận là hướng đi đúng đắn, giúp ích cho bản cân đối kế toán của các công ty xây dựng, nhưng là tin xấu đối với những người khác. Tính theo giá trị thực, đầu tư vào lĩnh vực xây dựng nhà cửa tại Mỹ đã giảm 1/5 trong năm ngoái
và có vẻ sẽ xuống sâu hơn nữa trong năm nay. Và dù nhu cầu đang bắt đầu hồi phục, số dự án mới được khởi công cũng giảm. Chuyên gia Havan Joshi của Bank of America Research lưu ý rằng, trong quá khứ, khi đầu tư vào thị trường nhà ở sụt giảm ở quy mô tương tự, thì hầu như đều báo trước suy thoái. Ông Robert Dyett, nhà kinh tế trưởng của Hiệp hội Xây dựng National Association of Home Builders, cũng có cùng nỗi lo như trên. Ông nói, khi giá nhà đi xuống và đầu tư cho nhà ở sụt giảm đáng kể, thì hầu như suy thoái luôn xảy ra. Quỹ đầu tư gần 1.000 tỷ đô la vỡ nợ lô trái phiếu được đảm bảo bằng bất động sản trị giá hơn 500 triệu đô la. Blackstone đã vỡ nợ lô trái phiếu được đảm bảo bằng thế chấp thương mại CMBS trị giá hơn 500 triệu đô la. Tuy nhiên, theo Bloomberg, vụ vỡ nợ có thể là chủ ý của Blackstone để có thể được đàm phán lại về khoản nợ trên. Theo Reuters, vào ngày 2 tháng 3, Blackstone đã vỡ nợ lô trái phiếu được đảm bảo bằng thế chấp thương mại CMBS trị giá 531 triệu euro, khoảng 562,5 triệu đô la. Lô trái phiếu này có tài sản đảm bảo là một loạt văn phòng và cửa hàng thuộc sở hữu của Sponda, một doanh nghiệp đầu tư bất động sản có trụ sở tại Phần Lan. Blackstone hiện là quỹ đầu tư tư nhân lớn nhất trên thế giới, với khối tài sản dưới quyền quản lý 975 tỷ đô la vào ngày 31 tháng 12 năm 2022. Blackstone cũng có danh mục đầu tư rộng khắp nhiều lĩnh vực, bao gồm bất động sản, đầu tư tư nhân, tín dụng và bảo hiểm. Blackstone cũng là góp phần giúp thành lập lên BlackRock, quỹ đầu tư có hơn 10.000 tỷ đô la vào năm 2021. Blackstone đã thâu tóm Sponda vào năm 2018. Gã khổng lồ đầu tư này đang muốn đàm phán với trái chủ để kéo dài thời hạn thanh toán nhằm bán tài sản và trả nợ. Tuy nhiên, các trái chủ không chấp nhận đề xuất trên. Giá bất động sản tại châu Âu đang giảm khi lãi suất tăng cao, gây ảnh hưởng tới nhu cầu, tạo áp lực lên những chủ đất với khoản nợ sắp đáo hạn. Theo một nghiên cứu được Scope Ratings công bố vào tháng 1 năm 2023, khoảng 1/3 tổng số trái phiếu được đảm bảo bằng thế chấp thương mại đáo hạn vào năm 2023 và năm 2024 đối mặt với rủi ro tái cấp vốn. Lo ngại về giá bất động sản tiếp tục sụt giảm khiến chủ nợ hối thúc bán bất động sản nhanh chóng hơn. Trong khi đó, bên đi vay lại muốn có thêm nhiều thời gian nhằm tìm cơ hội bán được bất động sản ở mức giá tốt hơn. Cho tới nay, việc bất động sản giảm giá chưa dẫn tới tổn thất tín dụng trên diện rộng. Vì vậy, một số chủ nợ vẫn đặt cược rằng việc bán tháo bất động sản có thể đảm bảo rằng nợ sẽ được trả hết. Một đại diện của Blackstone cho biết khoản nợ chỉ là một phần nhỏ trong danh mục đầu tư của Sponda. Blackstone cảm thấy thất vọng vì bên cho vay đã không thông qua đề xuất của chúng tôi. Ngành bất động sản Bắc Âu đang là tâm điểm trong cuộc điều chỉnh giá nhà đất ở châu Âu. Các nhà đầu tư lo sợ về việc chủ đất sử dụng các khoản nợ tương đối ngắn hạn dễ bị ảnh hưởng bởi lãi suất tăng. Mức độ sở hữu chéo trong lĩnh vực này cũng làm trầm trọng thêm mối lo ngại. Tại Mỹ, nơi giá nhà đã tụt giảm sâu, lãi suất lên cao trong thời gian dài hơn, những chủ sở hữu bất động sản như Pacific Investment Management Company, Columbia Property Trust và Brookfield Core cũng đã vỡ nợ. Quyết định chiến lược. Theo Bloomberg, xu hướng làm việc từ xa đang khiến cho các tòa nhà văn phòng ngày càng trống người thuê. Một người môi giới ước tính rằng khoảng 31 triệu mét vuông văn phòng sẽ trống vào cuối thập kỷ này do xu hướng làm việc từ xa. Tuy nhiên, mức lãi suất thấp trước năm 2022 đã giúp cho các nhà phát triển tiếp tục hoạt động mà không cần phải lo lắng về nợ. Các chủ bất động sản thường sử dụng lãi suất thả nổi để tài trợ hoạt động xây dựng. Khi lãi suất cơ bản tăng lên vào năm ngoái, chi phí trả lãi hàng tháng cũng tăng theo. Theo ước tính của Bloomberg, chi phí trả lãi đối với một bất động sản của Blackstone tại thành phố Chicago, Mỹ đã tăng khoảng 300% trong 12 tháng gần đây. Bloomberg cho rằng Blackstone đang có một quyết định chiến lược chứ không phải thiếu tiền trả nợ. Nhiều khả năng tập đoàn đầu tư này muốn đàm phán lại về lô trái phiếu được đảm bảo bằng thế chấp thương mại nói trên. CMBS có nhiều bên liên quan khiến cho việc đàm phán lại điều khoản nợ sẽ rất phức tạp về mặt pháp lý. Do vậy, có thể Blackstone đã chủ động vỡ nợ để được đàm phán lại với các điều khoản tốt hơn.